Này, anh ghét siêu đỏ nha. Con này thì nói về cái dốc dáng, cái ngoại hình thì nói chung là nó khá là cao to. Chân móng đi đứng thì là móng sò, cấp mình thì khỏi chê rồi. Sai tích nghiêm chỉnh. Anh ghét mà cô chú anh chị của bạn. Mấy con này thuộc thể cái thể loại là siêu mát sữa ha. Ngoại hình như thế này thì sau này nó mà nó mang thai thì chắc chắn một điều. Này, anh ghét siêu đỏ nha. Con này thì nói về cái dốc dáng, cái ngoại hình thì nói chung là nó khá là cao to. Chân móng đi đứng thì là móng sò, cấp mình thì khỏi chê rồi. Sai tích nghiêm chỉnh. Anh ghét mà cô chú anh chị của bạn. Mấy con này thuộc thể cái thể loại là siêu mát sữa ha. Ngoại hình như thế này thì sau này nó mà nó mang thai thì chắc chắn một điều. Anh chị thấy không? Với một khung hình này thì khi sau này mà nó mang thai hoặc là nó sinh con ra thì hai con bò này sẽ rơi vào khung tàn sát rất là lớn bò ha. Nói về chân móng, về ngoại hình của hai con bò này, anh chị thấy rất là tốt đúng không? Đó, rất là đầy đạm luôn. Còn cái con bò mẹ này thì nó đang giữ con đực 3B, đang giữ con đực 3B lứa thứ ba ha, đang giữ đực 3B lứa thứ ba. Nói về vú của nó nè, anh chị thấy không, rất là mát sữa, rúng thì đầy đủ. Đó, đực 3B thì nó chạy lòng vòng ngoài kia rồi. Hồi nãy em quay kỹ lại đực 3B cho anh chị xem. Và con bò mẹ này nếu như mà nó mập mạp tròn trịa như lúc nó mang thai thì con bò này rất là bự con. À, anh nhìn chị nhìn thùng toàn là biết rồi. Nhưng mà với một cái mức giá này thì anh chị biết ha, rất là rẻ, rất là mềm. Trời. Anh chị coi đực 3B nè, lật ra không? Mẹ bự con nha, sau này đực 3B đó thì nói chung là nó phải trên tầm 20 triệu, trên 20 triệu là chắc cú, sao mà nó đạt khoảng tầm 6 đến 7 tháng là nó phải trên giá trị tầm trên 20 triệu. Nhưng mà bây giờ anh chủ nhà quyết định bán cho anh chị với mức một cái mức giá nè. Độc giá luôn nha. 26 triệu bộ mẹ con đực. 26 triệu bộ mẹ con đực. Đực 3B nha, anh chị nhìn đực 3B này sau này cái tải trọng của nó ghê lắm á. Rất là mát sữa bởi vì mẹ bự con mà. Đấy. Đực 3B mới đẻ con tháng mấy rồi. Anh chị nuôi tầm 7 tháng anh chị bán phải hăm mấy triệu á, chắc cú một điều luôn. Và kế bên đây là một cái con bò Angus nè. Angus tơ này tầm 14 15 tháng bò. Con bò Angus này thì nó khoảng tầm 2 tháng nữa mới là mình phối tinh được. Giờ nó cũng có lên gió rồi đó nhưng mà chưa phối được đâu. Bò này còn tơ lắm, phối ổn. Lăn cỏ răng nó còn khít chim. Đây, con bò kế bên là con bò Kem Pháp. Hai con này là một cỡ luôn đó. Lúc anh chủ nhà anh nói anh mua một cặp, anh về anh nuôi nó đầu trụi lũi. Và hai con này bây giờ anh chốt giá cho anh chị với cái giá là 40 triệu hai con. Nói về ngoại hình thì không có chỗ nào mà mình chê rồi, nó rất là đầy đạm luôn. Về tình trạng chân móng đi đứng cũng khá là ok. Nên anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu muốn mua bò nền thì đây là sự lựa chọn của anh chị ha. Chốt giá cặp bò này có giá là 40 triệu hai con. Và bộ mẹ con này có giá là 26 triệu này. Đó. Thì bây giờ em sẽ cập nhật cái thông tin về chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem mình ước lượng ra bức tường hoặc là cây cột trước khi mà mình quyết định mình mua ha. Cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0383 777 696 để chúng ta có thể biết được thông tin về chiều cao thì mình phải đo hạo ra bức tường hoặc là cây cột nha. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m33 tại phía sau khu luôn nè. Con này phía sau khu của nó là 1m31 nè anh chị. Đó. Còn bộ mẹ con này thì nói chung là mẹ khá là bự con cao to rồi. Nhưng mà có điều nó hơi ốm xíu tại vì mẹ nó đang giữ con mà. Mẹ này chiều cao tại phía sau khu là 1m35 luôn đó anh chị. Mẹ thuộc dòng bò Bolasin ha, Bolasin. Nó nên nó đẻ con rất đẹp. Chốt giá lại nha, bộ mẹ con có giá 26 triệu. Còn hai con cái tơ này là 40 triệu. Rồi thì anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em. Bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Thằng Nga kính chào.